Bạn lâu lắm Nhi sẽ quay lại vì mấy ngày kia Nhi ngủ sớm cho nên bây giờ Nhi sẽ quay nha mọi người. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mọi người ơi, mọi người có ai biết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu không? Vũng Tàu là một cái nơi là đi du lịch rất là sảng khoái, thay vì ta gọi là bà mình thì ta gọi là Vũng Tàu, mình gọi là Vũng Tàu nhưng mà mấy bạn thì gọi là Bà Rịa Vũng Tàu nó dễ hiểu hơn. Bây giờ mình sạch nha. Bà Rịa Vũng Tàu là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Nam Bộ, tỉnh giáp Tây Đồng Nai ở phía Bắc, thành phố Hồ Chí Minh ở phía Tây, tỉnh Bình Thuận phía Đông, còn phía Nam giáp biển Đông. Đơn vị hành chính là Vũng Tàu có 8 đơn vị hành chính gồm hai thành phố huyện gồm 6 huyện: thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, huyện Châu Đức, huyện Đất Đỏ, huyện Long Biển, huyện Tân Thành, huyện Xuyên Mộc, huyện Côn Đảo, với dân diện tích và dân số, diện tích là 1.908.008 km², còn dân số là 1.092.000 người, dân tộc là Việt, Kinh, Hoa, Khơ, Khơ Mé, Chơ Ro nha các bạn. Di thắng du lịch đền Dinh Cô, vị trí thuộc tỉnh Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Đặc điểm khu đền Hải Hành Tráng với những kiến trúc in đậm sâu sắc Lắc Dinh, chỉ một ấy nhỏ Văn Sơn năm 1930, Dinh Cô được khá sang năm 1987 thì được dựng xây bị hỏa hoạn. Dinh Cô trên 1.000 mét vuông, tổng quan dinh cô nằm mái thùy đắp đồi phía trên Lưỡng Lâu Chập Nguyệt Phụng Sơ nữa. Chính diện cô của bài bàn thờ, bảy bàn thờ, ngay trung tâm chính điện là bà cờ nô nổi bật, trượng cô hơn 0,5 mét, mặc áo choàng đỏ viên kim tuyến lấp lánh, đội mũ gắn ngọc phía sau cạnh. Ba cô diễn dịch Phật mẫu, trước cậu nhị vị công tử đức tài, cậu quý ngũ hành hành nương ông địa thần tài. Ngoài ra còn lập Kim Vương Bà Mẹ Sen, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên quan đến dinh và cô nằm trên cô sơn cách 1 km. Cô là một nơi trang trí rất đẹp, thu hút nhiều nơi thăm viếng chiêm bái. Đặc biệt diễm trong lễ nghinh cô Linh Sơn cổ tự số 61 Hoàng Hóa Thám, phường 2, thành phố Vũng Tàu. Đặc điểm tùy không đồ sộ rộng lớn của tổ ngồi chùa đời dưới Vũng Tàu. Lúc đầu chùa dậy trên triền núi nhỏ nhân, năm 1919 khu vực bị xây biệt tả tiểu Pháp. Về gấp gồm Phật Nguyên truyền thuyết bằng cách 100 năm nghe từ miền Trung vào bãi trước núi lớn, tình cờ họ phát hiện phai Phật vùng núi giao cho bãi biển sông địch, dân địch phương vôi kéo rằng di tích lịch sử mình giữ đời lại ném đi pho tượng. Dân đài chính là pho tượng nay ở Linh Sơn của tự Bạch Dinh. Bạch Dinh đã tọa lạc số 10 đường Trần Phú, thành phố Vũng Tàu. Đặc điểm Bạch Dinh tháp xây từ năm 1918 đến 1916 là nơi nghỉ mát cho các toàn quyền Đông Dương Poly Palace. Có hai liên mối bạch danh muốn đường quanh dưới rừng cây giá tị dành cho chiếc xe hơi tiền sảnh, đường bộ qua 460 bậc kín đáo cao niên Bạch Dinh có 3 tầng, muốn kiến trúc Pháp thuốc thế kỷ is tầng hầm nấu nướng tầng dùng khách tiệc, còn bài trí hiện vật cổ xưa trang trí bạch khách chầu phùng kỷ hoàng an năm 1921, cặp gà voi châu phi 170 mét, bộ tam đã ngũ thái phúc lộc.
các bạn đợi mình 5 phút nha. Mình sẽ đọc tiếp nha mọi người. Tượng Chúa Kitô. Tượng Chúa Kitô nằm trên đỉnh núi nhỏ thành phố Vũng Tàu. Tượng đặt văn ngâm trình bí 2 cao 32 mét, dang hai tay mặt hướng ra biển. Đây là một tác phẩm nghệ thuật lớn, là sản phẩm sự kết hòa thiên nhiên với kiến trúc nghệ Việt Nam đang mang đậm tính dân tộc và tôn giáo. Kích thước với chiều cao sải tay 18,4 mét, hai bàn tay Chúa Kitô 2,2 mét, đầu giữa ngón 1,1 mét. Biên giới chuyên môn Kitô là cả hai cao hơn 10 mét. Bên trong tượng cầu trụ lên tới. Các bạn ơi, đợi mình 5 phút nha. Về kích thước với chiều cao 32 mét, sải tay dài 18,4 mét, hai bàn tay Chúa Kitô 2,2 mét, ngưỡng gió 1,1 mét, được giới chuyên môn Kitô nhất thế giới lớn hơn cả Brazil 16 mét dài mét. Bên trong xoắn ốc đã nến ứng bên ngoài hệ thống liên hệ 133 bậc, trong du khách có thể đi ra bên ngoài áo tượng thể ngắm Vũng Tàu mát rượi. Bức tượng một hệ tạo hình cách chung mỗi 12 mét phía trước bể trang. Tri bức. Bây giờ mình sẽ đọc Thích Ca Phật Đài. Thích Ca Phật Đài là một cái tọa là sườn núi lớn thuộc Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc điểm vẻ đẹp chùa xính, sự kết hợp giữa kênh trúc gia phong cảnh thiên nhiên. Ngôi chùa lớn những năm 1941, rộng khoảng 6 ha. Các bạn ơi, mình hơi thắc mắc 6 ha nữa, nhưng các bạn không biết 6 ha nghĩa là gì, gõ lên Google cho, chứ mình cũng không biết 6 ha nghĩa là gì luôn. Niết bàn thịt tọa đường Hạ Long, phường 1, thành phố Vũng Tàu. Chùa Thiên Phật nằm núi nhỏ. Đây là một điểm nhất Vũng Tàu kiến trúc hiện đại. Chùa được tọa thịt năm 1906 và năm 1974. Với một kiến trúc vị trí tươi đẹp bãi dưới niết bàn tịnh thắng nổi của Vũng Tàu, nhưng mọi miền đất mến mộ mong được. Mai mình sẽ đọc cái rất là đặc biệt, cho nên bây giờ mình không nói cho các bạn nghe đâu, còn lâu mình mới nói cho các bạn nghe. Bye bye các bạn nha, chúc các bạn một buổi tối thật vui vẻ. Bye bye.